nữa, một cái công đức này nè là công đức là khi mà mình không có phạm tội, ví dụ như mình nói là giờ tôi xin chữ đại âm, thì bây giờ trong ngày này, một ngày này mà tôi không đại âm á, thì tôi được công đức nghĩa là giữ giới không đại âm được một ngày, tức là phước đức nó phát sanh. Mà cái người đó mà không phải là tuyên bố giữ giới thì họ cũng không đức đó, tại họ đâu có hứa khả cái đó, thấy không? Chẳng hạn như mình hứa khả cái gì mình làm được á, thì nó phát sanh ra cái năng lực, cái công đức của cái đó. Thành thử ra coi, nghĩa nói là cái khác biệt giữa hai cái người mà tọa giới và không tọa giới là bản thể tánh tội á, phạm á, thì hai bên đều phạm giống nhau. Cái anh giữ giới phạm nặng hơn, thấy không? Là tại vì mình biết mình đã xin giữ rồi mình khôn mình phạm, nên anh đó bị nặng hơn, tức là phạm hai lỗi một lượt. Một cái lỗi bản thể phạm vào tánh tội, bản thể là phạm vào cái lời tuyên hứa giữ giới của mình. Còn anh kia đó là anh đâu có tuyên hứa, anh không bị phạm cái đó, thấy không? Nhưng mà khi mà không có mình giữ được giới đó thì mình được, mình khác cái anh mà không thọ giới. Anh thọ thọ giới chẳng hạn như suốt cả ngày không sát sanh, thấy không? Anh vô suốt cả ngày anh đi coi phim đi, anh đâu thì sát sanh đâu, thấy không? Hỏi anh có công đức nào không? Anh không có công đức nào hết, tại vì anh đâu có tuyên hứa giữ. Mặc dù nhưng mà chẳng hạn như ngày đó mình cũng vô coi phim với anh bạn của mình, nhưng mà mình là Phật tử, mình đã tuyên bố tôi không giữ giới sát sanh, tôi không có sát sanh, thì trong suốt thời gian mình coi đó làm sao mình sát sanh được, thấy không? Thành ra giới sát sanh đó tự động mình đang giữ được một ngày, được 10 tiếng mình đang coi phim đó vậy đó, là mình đang giữ được giới sát sanh, thành công đức nó phát sanh cho mình, là mình công đức mình giữ được cái mình đã làm. Thì cái lợi của cái người mà giữ giới là như thế này, thọ giới là thế này, là trong cái điều nói đó, cái người mà thọ giới có đức Phật á, ngay lúc ngủ công giới, cái đức của họ, tức là công đức giữ giới họ vẫn phát sanh, tại vì ngủ đâu ai phạm được năm giới, thấy không? Ngủ đâu có ai mà phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, trộm ngữ, uống rượu được. Thành ra khi lúc ngủ mà công đức người ta vẫn có. Còn cái anh mà không có tuyên hứa đó, thấy không? Thì là không có một cái công đức nào hết. Chỉ khác biệt nhau giữa hai cái đó thôi, nhưng mà phạm thì anh thọ giới phạm nặng hơn, phạm hai lỗi của cái lượt, bản thể đó là tánh tội, bản thể là mình vi phạm cái lời hứa của mình. Thì đương nhiên là Đức Phật vẫn cắt giải quyết cho mình là mình phải có những lễ sám hối, bởi vì những người thọ giới thì lâu lâu mới nên sám hối, đi sám hối buổi lễ chùa từng được quý thầy ưa tổ chức sám hối hàng chủ nhật, để mình đã tuyên hứa rồi mình cái năng lực của mình, cái năng lực mình không có vượt qua những cám dỗ được, mình lỡ mình phạm thì mình sáng hối để nó dừng được cái tội phạm giới cho mình, thì mình chỉ dính cái tánh tội thôi giống như người thường, nhưng mà tội phạm giới mình diệt được. Do cái phạm giới được giới đức nó trong sạch đó, thì sau này tu về cái năng lực tâm nó mạnh lắm, cái năng lực tâm thiền định nó dễ đắc thành. Thì trong tất cả những cái giới đó, nó có những cái giới nó tánh tội rồi, thì bây giờ nó gọi là chế tội. Những cái giới mà Phật đặt ra, Phật chế ra, bản thể cái đó không phải là tội nha. Thế là như uống rượu cũng có tội lỗi gì hết trơn á, uống rượu không có tội, thấy không? Uống rượu chưa làm hại ai, làm gì sinh tội. Nhưng mà Đức Phật đặt ta đã là những Phật tử thì không được uống rượu, ông Phật ông chế ra, thấy không? Nhưng mà tại sao Đức Phật chế để hạn chế mình vậy? Bản thể nó không phải tội, tại sao chế ra cho mình phải giữ? Vì trí tuệ của Đức Phật á là nó siêu việt cả ba thời. Đức Phật nói là uống rượu vô làm cái tâm nó mê muội, mà cái tâm nó mê muội đó thì phạm bao nhiêu cái lỗi lầm, mà phạm có thể là phạm luôn sát sanh, phạm trộm cắp, phạm tà dâm, phạm đủ thứ hết, mà còn phạm hơn mấy cái đó nữa. Thành Đức Phật mới chế nè, chỉ có người Phật tử tuyên bố thọ cái giới uống không rượu thì mới là không rượu. Thì đây là cái đặc biệt của Đức Phật. Đức Phật đặt ra. Bữa nay là mình sẽ thọ một cái nghi thức là quy y, tức là đem hết cả tâm trí của mình tương tựa theo cái lối sống của một tập thể giác ngộ, mình sẽ trở thành một thành phần tử của một tập thể giác ngộ mà gọi là Phật tử. Phật là giác ngộ, tử là đứa con của một người giác ngộ, tức là Đức Phật. Đứa con của Đức Phật này giống Đức Phật một chút, tức là sống theo cái chân lý mà Đức Phật đặt ra. Chân lý này là chân lý theo cái sự giác ngộ của Đức Phật chặt ra cho mình. Chân lý này nó khác hết cái lối hành xử của gia đình mình, nó không giống nó hành xử của gia đình mình. Như Đức Phật tế nhị lắm, Đức Phật khi mà đặt cho vậy một cái lối hành xử này đó, thì cũng cho nó thích hợp với gia đình, mới gọi là chia ra là cái giới của người tại gia, tức là
những người còn phải sống với gia đình. Hay Đức Phật đặt ra cho mình để cho có thể sống hòa hợp gia đình. Còn những người mà xuất gia thì Đức Phật dạy cho 260 giới là giới tỳ kheo sống không cần gia đình nữa, nếu có cái loại hành xử riêng của họ. Thấy không? À, thì trong 50 giới này đó thì phải nói rằng là trong có thuộc về 4 giới thuộc về tánh tội, à, và 1 giới thuộc về chế tội, à, là cái giới mà Phật đặt ra là uống rượu. À, nếu mà mình cảm thấy rằng là à, cái giới này mình nên giữ để mình phát sanh được trí tuệ, để mình không làm cái nhân duyên gián tiếp rồi làm những tội khác đó, thì mình nên giữ. Thì hồi xưa đó, à, quý vị là muốn sống như bậc giác ngộ, muốn người giác ngộ thì ít nhất mình phải giống giác ngộ ít nhất một điểm. Thấy không? Chẳng hạn như hoặc là không sát sanh, mà không tà dâm, mà không trộm cắp, hoặc là không có rượu, ít nhất phải giống giống một điểm. Thành ra chư tổ nói rằng là tại có những người mà cái nghiệp tức họ nặng quá, gia đình họ có những cái ràng buộc nặng quá, mà họ không thể họ giữ hoàn toàn ra ra hết cả năm, mà có thể là họ giữ một phần của năm thôi. Thì Đức Phật nói thôi, người tại gia có nhiều cái bị ràng buộc lắm, làm sao cho những chủng tử thiện nó còn duy trì ít nhất một cái chủng tử. Thành ra mà quý vị thọ thời giới đại thừa đó, người ta cho cái gì, kêu thầy hỏi rồi quy y rồi cái mình chấp nhận nó sống có Phật tử thì ít nhất mình phải có cái thiện để mình sống, ít nhất mình phải tự hào là mình giống ít nhất một cái lông, trong năm cái lông thì mình giống một cái, không cái nào mình cũng đúng hết trơn à, thì mình là Phật tử giả danh rồi, không có giống một chút nào hết trơn, làm gì cũng đập lắc hết trơn. Thì ít nhất năm cái này á, là mình phải ít nhất mình phải chấp nhận một cái để mình thọ. Thành ra là khi mà ta nói quy y á thì mấy thầy đọc chư giới cho mình chấp nhận á, thì cái mình tự chọn lựa lấy, chứ mình biết rằng là sắc xanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, vọng ngữ và uống rượu thì năm cái này mình giữ, mình giữ có thể mình giữ một cái, có thể mình giữ hai cái, có thể mình giữ ba cái, có thể mình giữ năm cái. Thấy không? Nhưng mà Đức Phật nói là biện giải thoát, tức là một cái á, nó có cái công năng riêng biệt để giải thoát khỏi cái khổ đau của một phương diện đó. Không có nghĩa rằng mình giữ một cái là mình giải thoát hết khổ đau nha, tại biệt mà. Chỉ có cái gì giữ được 5 cái đó thì cái gì mới giải thoát hết tất cả khổ đau của 5 phương diện. 5 phương diện này là đời sống chung của một người tại gia. Thành ra thực sự ra nó không có bắt buộc, nhưng mà mấy thầy khuyến khích. Bởi vì mình càng giữ được thì đời sống hạnh phúc của mình nó càng nhiều. Bởi vì mình tạo thành nhiều nhân quả, nhiều quan tái thì những cái quan tái này nó sẽ dồn dập tới cho mình. Những lúc phước đức mình giảm á thì bao nhiêu quan tái nó dồn dập mình chịu không nổi. Thấy không? Thành ra là tùy theo cái khả năng của mình. Chẳng hạn như bây giờ cái giới nói dối á, thì đương nhiên cái người buôn bán nó cũng kẹt lắm. Thấy không? Sao mình không có nói món hàng này mà mình nói nó tệ quá rồi kia rồi ai mà mua. Thấy không? Thì cũng che giấu mặt xấu của nó mặt tốt. Thấy không? Đó, là ở có xấu không thì tính lờ đi, mà không đỡ nó láo thôi mình ra bộ mình lãng đi, không thèm nói tới. Thấy không? Đó, còn nếu khi mình nói dối đó, thì mình lại thay vì cái xấu đó, mình lại kê tụng cái tốt lên. Thành ra những cái giới mà người tại gia có những người mà vì ngành nghề như này kia họ kẹt. Thành ra Đức Phật để mà người ta sống, để mà có thể chung đụng được trong những hoạt động của họ tạm thời, từ từ sao bỏ thì Phật cho giữ từng phần. Mà tệ nhất á là một giới, nhưng mà viên mãn nhất vẫn là năm giới. Nó hạn buộc trong cái đời sống của mình, không có nghĩa là nó làm cho mình đau khổ, mà nó sẽ tạo cho mình sự hạnh phúc. Bởi vì cái đó là cái nhân quả mà chỉ có Phật giác ngộ ra được, hoặc là cái này là con đường để từ từ đưa cho mình đến sự nhân quả để đang có hạnh phúc. Thành ra mình giữ được một cái thì mình hạnh phúc được một phần. Mình tưởng rằng là nó làm cho mình không hạnh phúc, nhưng thực sự không phải. Mình giữ được cái giới mà chẳng hạn như tà dâm thì đi đâu tới bạn bè nào nó cũng vui vẻ, nó tiếp đó mà nó không sợ nữa, con cái nó không cần nhìn giữ nữa. Còn mình phóng phát mình có cái tâm mà không có tốt á, đi đâu lại cũng giữ gìn nó trơn á, mình tại khái gì đó. Thành ra nó là một cái sự làm cho mình cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng hạnh phúc, vân vân như vậy. Thì trong quy thì nó có ba cái hệ thức của quy nè, nó gọi là tam quy. Đó là quy Phật, Đức Phật đã biết rồi. Hồi xưa chỉ có quy Phật thôi, Đức Phật còn tại thế là còn quy Phật thôi. Nhưng mà khi Đức Phật ngày đó giác ngộ là thành ngày biết rồi, ngày cũng vô thường, ngày cũng sẽ mất. Thành thử ra đặt ra những cái quy khác để khi Đức Phật không còn tồn tại nữa, quý vị vẫn còn cách để noi theo. Đó là quy pháp. Quy pháp tức là mình muốn sống cho đúng lời dạy của Đức Phật đó, thì mình phải có cái bài bản.
những cái pháp đó là những bài bản Đức Phật đặt ra để cho mình theo cái đó mình sống giống như một cái chân lý của Đức Phật đã sống, cũng như là cái giáo huấn trong gia đình mà dạy lại cho mình đó, hay là giáo huấn trong xã hội nó đặt lên luật pháp cho mình đó, để mình sống cho đúng là công dân của cái nước đó. Thì Đức Phật cho muốn cho mình là muốn công dân của một người giác ngộ, Đức Phật đặt ra một cái lối sống, cái nước sống đó nó trở thành ra một cái pháp. Pháp là một cái những bài giảng mà trong cái trí tuệ của Đức Phật đặt ra để cho quý vị theo đó, từ từ quý vị sẽ được hạnh phúc, được giác ngộ giống như Đức Phật. Rồi bây giờ ta nói là có những người có pháp mà những người trí tuệ không đầy đủ, họ đọc không hiểu, thành ra Đức Phật mới trợ giúp thêm một phần nữa, mới đặt đặt không quy nữa là quy y tăng. Tăng tức là những cái người mà họ bỏ hết để họ đi theo Phật. Quý vị là bỏ từng phần, quý vị vẫn còn gia đình để bỏ. Quy y tăng là những người bỏ hết gia đình, họ cả đời họ chỉ nghiên cứu kinh Phật, họ tu theo lối Phật. Thì do họ tu nhiều hơn mình, họ nghiên cứu nhiều, họ bận rộn cho mình, nên về cái pháp họ sáng tỏ hơn mình. Tăng chúng là những cái tập đoàn của Đức Phật, sống theo cái đường lối giác ngộ của Đức Phật, và cái thời gian hành trì nhiều hơn. Họ là những bậc đàn anh. Ở đây mình gọi là đàn anh, đúng trên tinh thần đó là đàn anh. Tại tất cả quý vị là Phật tử, là con của Đức Phật hết á. Thành ra tăng chúng là đàn anh, nhưng mà theo cái thông lệ để mà quý trọng, người đó đứng ra hướng dẫn mình gọi là thầy. Người bạn cũng có thể là người thầy của mình khi hướng dẫn mình cái điều. Thì vì cái người đó cả thời giờ họ đời sống của họ là họ chấp nhận cái đời chân Đức Phật làm đời sống, nên người đó trở thành ra một cái người thiện tri thức, một người bạn đạo của mình, một bậc thầy của mình, một đàn anh của mình để hướng dẫn cho mình. Tại nếu mình chấp nhận rằng là mình đi theo con đường Phật thì cái người đó là cái người mình nên nương tựa, thì nó gọi là tăng. Tăng thì nó có chia làm hai thành phần, một thành phàm tăng như quý thầy ở đây, tức là đang sống cho đường đó Phật, đang thúc liễm thân tâm, đang tu hành để mà kiểm thoát về thân khẩu ý của mình để sống như giác ngộ Phật, nên những người đó vẫn còn phạm, tại vì họ đang tu mà cũng giống như quý vị vậy đó, họ muốn giới rồi vẫn còn phạm. Và những người họ đã viên, họ đã thành tựu viên mãn theo con đường Đức Phật, và họ sống an lạc đối với Đức Phật gọi là thánh tăng. Thánh tăng ở đây là mình nói chẳng hạn như ngày Ba Tam Bồ Tát, Địa Tạng, Văn Thù, vân vân, như bậc thánh tăng, chứ là họ giác ngộ rồi, họ sống hoàn toàn trong cái đó rồi, họ sống hoàn toàn vì chúng sanh, họ sống hoàn toàn theo cái chân lý, họ được hạnh phúc và họ muốn đem tất cả hạnh phúc đó họ giảng dạy cho chúng sanh, và họ đem tất cả những hạnh phúc mà họ có được họ ban bố cho chúng sanh. Đó là những bậc thánh tăng. Quý thầy chỉ có ban bố cho quý vị cái gì? Ban bố cái gì? Pháp thôi. Quý thầy đâu có công đức bằng các vị Bồ Tát mà muốn ban bố cái gì cho ban bố cho quý vị. Thấy không? Ví dụ như quý vị chẳng hạn không có tiền, bây giờ cầu Quán Thế Âm vẫn có thể có tiền đó. Còn quý thầy không có tiền hả? Cầu quý thầy thì quý thầy ra xin ăn mà làm gì có tiền. Vậy công đức không bằng. Thấy không? Nhưng quý thầy là một người đi trước. Thiền định có thể dạy được. Pháp môn có thể dạy được, cái cách tu để mà sao trực tiếp dính với Quán Thế Âm có thể biết được cách để quý vị dạy với quý vị được. Cái cách làm sao để cho quý vị tiếp xúc được những cái chư Phật, chư Bồ Tát một cách hữu hiệu, và khi tập có sự an hạnh phúc, quý vị có kinh, quý thầy có kinh nghiệm, quý vị dạy được. Còn nếu quý vị mà không có quý thầy hướng dẫn, quý vị từ từ quý vị đi hoài thì nó cũng sẽ được, nhưng mà nó chậm. Thế không? Cũng như quý vị muốn học toán, con thầy chọn giỏi toán dạy mình thì mình giỏi dễ thì giỏi toán hơn. Quý vị học y khoa bác sĩ rồi gặp ông thầy y bác sĩ giỏi thì dạy quý vị trở thành bác sĩ giỏi dễ hơn. Vậy thôi. Thì toàn bộ tất cả chúng ta là Phật tử giống nhau hết, trên một cái chiều hướng là một cái thành viên của một gia đình đang đi theo chiều hướng giác ngộ. Trong thành viên này nó chia ra những thành phần sai biệt, thành phần chẳng hạn như quý vị ngày hôm nay là những Phật tử tại gia, rồi những thành phần có những người tại xuất gia mà tu vẫn còn phiền não, tức là đang tu, và những người xuất gia họ tu rồi họ thành tựu thánh quả. Và những người đang thành tựu thánh quả đó họ tiến tới một giai đoạn cuối cùng để họ thành Phật. Thì có những thành phần như vậy, thì toàn bộ giáo lý Phật nó cũng chia cho quý vị mấy ngành để đi. Cái ngành để nhân thừa, tức là ngày hôm nay quý vị là đời sống trong phiền não mà mình biết cái con đường để mà hạn chế bớt được tất cả những khổ đau, để mình không còn bị khổ đau nó dồn dập xuống trong mình nữa, là con đường của y của giới ngày hôm nay. Con đường tu mạnh hơn nữa là tu biết thiền định, biết bố thí, biết trì giới, tăng phước đức để sanh lên thiên thừa. Sanh lên sau này mình mất đi, mình sanh lên khỏi trời, hay do tất cả là những thiện của mình sanh đi, một nhân quả nó dồn dập lại ngay trong mỗi người, mình được giàu sang an lạc hạnh phúc cho những người khác giúp đỡ. Và một con đường cao hơn nữa, và con đường lúc đó mình cắt đứt hết tất cả những cái khổ đau mà ràng buộc bởi cái những cái tài sản vô thường, những cái sắc đẹp vô thường, quyền lực vô thường này, để mình đi lên cái tâm nó thánh thiện, nó an lạc hạnh phúc chân thật, là con đường của giải thoát. Thì giải thoát nó có chia ra ba tầng bậc
thì tất cả con đường Phật nó chia làm năm, năm cái đường cho quý vị đi. Thì con đường đây là con đường khai mở đầu tiên, nữa gì đi thì giờ giấc nó không còn nữa. Tôi chỉ nói một cái điều thôi, là đa số là mình thọ giới lương tương là mình chắc chắn là chưa, mình mới thọ chắc chắn cũng phải phạm thôi, làm sao mà thoát khỏi. Thì bên đạo Phật vẫn có cái phương tiện, đừng có sợ. Người nào đâu phải là thánh đâu mà không phạm, nếu mà đã không phạm rồi thì đâu cần phải xin thọ giới chi. Mình chắc ăn không phạm thì đâu cần phải thọ, vì mình biết rằng mình sẽ bị phạm nên mình phải nên thọ, là phải tuyên giữ, vì có sự tuyên giữ nên mình ráng cố giữ nên mình thoát. Thành thử ra nếu mà vì một cái đam mê nào mà mình không có vượt rồi mình phạm á, thì quý vị vẫn có cơ hội vượt được cái đó, tức là sám hối. Tức là bên đạo Phật nó sẽ có cách để mình vượt, chứ đừng có sợ là trời ơi tôi chưa gì tôi đã phạm tùm lum rồi, tội lỗi này tôi nó là tánh tội không thêm vào phạm giới nữa, vượt như nào mới xong. Nhưng mà cái hạt giống của mình do mình biết, mình tàm quý, mình thấy nó sai lầm, mình sửa thì càng ngày mình sẽ còn mình thăng tiến. Ít nhất quý vị mình thấy cái lỗi của mình thì mình mới tiến được. Thấy không đó? Là thứ hai là mình sám hối thì mình sẽ diệt được những cái tội lỗi đó. Thầy quý vị suy ngẫm cho nó kỹ là thứ hai. Thứ hai nữa là mình nằm trong một cái tập thể giác ngộ. Thì cái lực của cái tập thể nó mạnh, nó gia trì ngược lên cho mình. Mình luôn luôn mình sống gần gũi những người giác ngộ thì từ từ cái tâm thức mạnh hưởng giác ngộ. Cũng như bây giờ mình gần gũi với bạn bản thì tâm thức mình từ từ sắp trở thành văn bản đại. Thấy không? Thành thử ra đây là nó tại gia đình, đây là cái đường lối để dẫn mình lên tới một cái gia đình. Ngoài cái nghiệp trong gia đình của mình riêng thì bây giờ mình có một cái tập thể gia đình nó rộng rãi hơn. Một cái gia đình này là gia đình của một cái những người giác ngộ, mà tượng trưng đầu tiên là Đức Phật, là một người làm gương. Đức Phật là một người rất là đặc biệt, rất mình nói là thế lực quyền hạnh cái gì cũng hơn mình hết trơn á. Mà ngày cuối cùng là ngài đã bỏ hết những cái đó, và ngài thấy cái đó nó sai lầm. Mình đang bước chân vào con đường sai lầm của ngài đó, mình tìm danh vọng rồi, mình tìm nguồn lực nè, mình tìm vợ con rồi. Ngài có hết mấy cái đó đó, ngài cuối cùng là phải xả hết rồi đi tìm ra. Nhưng mà ngài không có cấm mình, ngài biết là như là ngài nói là ngài vẫn dạy cho mình là từ thiên thừa nhân thừa từ từ mình lên. Chứ lúc đầu thì xưa ngài muốn giải rút ráo thì ngài không tìm ra rồi. Thì bây giờ mình là một cái bữa nay là ngài rễ vô lan á, thì đây là một cái nhân tố đầu tiên, là một cái để kia. Thì có thể một số gì đã thọ ngũ giới rồi và đã bị phạm rồi và đã không sám hối mấy nhiều năm rồi. Thường thường cũng được nói là nếu mình đã thọ giới mà đã bị phạm tội mà không sám hối, một tháng quy luật thọ giới nó mất, có thọ rồi cũng như không à. Thì lúc đó mình là gì? Mình là Phật tử giả danh, mang tên ông Phật nào. Tôi hỏi tôi thọ từ hồi tôi mới 10 tuổi 15 tuổi gì đó, ông thầy nào tôi cũng nhớ nữa. Mà bây giờ cái giới nó mất tiêu rồi. Cái giới nó mất thì sao? Cái giới nó mất đó, trong cái điểm nó nói đó, cái giới nó mất đó, là con mồ côi, không có Phật nào che chở hết rồi. Trong cái điểm đó, vì thọ giới xong đó, nó có ba cái nó nói nha. Cái nói quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa súc sanh. Tức là cái gì mà khi mà chấp nhận ba cái quy này đó thì năng lực đảm bảo, tức là những người đàn anh của mình phải có cái trách nhiệm. Đây là đàn em của mình, nó còn yếu lắm, nó đang nương tựa mình, phải bảo vệ cho nó đừng lọt vào ba cái đó. Bởi vì lọt vào ba cái đó nó tu không được nữa, cái nhân chủng nó sẽ chết đi, nó kiếp sau nó không có thành tựu. Thành ra đã nương tựa cái anh mình, nương tựa quốc gia Mỹ nó có bị bảo vệ. Mình là con người Phật tử, mình nương tựa Phật, mình chấp nhận như là Phật, thì khi mình nương tựa Phật thì có ba câu người ta tiêu thuyết thẳng cho mình luôn. Nhưng mà quý vị đã phạm giới rồi, mất quy y rồi, từ hồi nhỏ đâu có biết đâu, thì gần như là mình á, mặc dầu ban danh nghĩa có pháp danh cái kia, nhưng mà cái giới nó tiêu rồi, không có ai bảo vệ nữa, không có sám hối nữa, tùy thuận theo ác pháp mà làm không à. Thì những người đó thì thường thường mấy thầy á, tất cả những cái thầy những quốc gia đây, ngay quốc gia Việt Nam bây giờ người ta cũng chấp nhận, hồi xưa thì người ta không chấp nhận, là quy lợi để tăng trưởng, là quy lợi cũng như là mình chấp nhận để mình tuyên khởi lại để mình làm lại để nó trở thành một Phật tử đúng nghĩa. Thấy không? Thì trong cái quy lợi như vậy đó, mình có thể lấy pháp danh cũ của mình, nhưng mà ta làm lại tác pháp trước chư Phật, mình xin sức nguyện lại để mình làm. Cũng như cái áo mà mình đã dơ rồi thì bây giờ giặt sạch lại một lần nữa để mình tu, thì được cái gì? Được sợ trợ giúp của Tam Bảo. Đây là cái phương tiện đặc biệt của chư Phật làm cho mình, cũng không phải như mấy cái tôn giáo khác. Hệ tội lỗi rồi đó, là không có bị thì không có bị đổi sạch Phật cho được rõ rồi, biết hối hận, biết làm lại thành con người mới thì vẫn được. Hồi xưa Việt Nam là không có cho. Việt Nam người nào mà thọ quy rồi đó, có thể là không biết mình phạm đủ thứ hết rồi mà cũng sám hối cái gì nó mất tiêu rồi.
thấy không? Mà sinh thọ thì khác, thì Việt Nam nó là phản thầy. À, nhưng mà bây giờ tỏ cả thế giới, cả toàn bộ cái giáo đoàn của Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Tàu, vân vân đều chấp nhận rằng là quý vị có thể thọ giới được nhiều lần. Thấy không? Đó, mỗi lần như vậy để nhắc nhở là cái giới mình, nhắc nhở bản nguyện mình làm tươi mát tất cả giới thể của mình được. Và ngay lúc mình thọ như vậy đó, thì cái năng lực bảo vệ cho mình để mình khỏi đọa địa ngục, đọa vị súc sanh, ngay lúc cái giới thể nó còn tinh nguyên như vậy đó, thì nó được tồn tại cho chính mình, để cho mình được lợi lạc. Thì ở đây là nhắc nhở lại, cũng không phải là khuyến khích hay không. À, còn những người nào mà giới của đã viên mãn rồi, nó đã tôn nghiêm rồi, à, thì vấn đề thọ lại không thành vấn đề đó với họ nữa, thấy không? Nhưng mà hồi xưa tôi có hỏi thầy Pháp Chánh, ông chuyên mục về giới, ông nói rằng là những người đó, đó nếu mà có họ thọ lại thì vẫn được cái tốt là tăng trưởng được cái giới thể của mình, tức là làm cái giới của mình đó, nó càng ngày nó càng mạnh hơn, cái năng lực mà chống ác của mình nó nhiều hơn vậy thôi. À.